những bộ phim đừng nên bỏ lỡ trên NLA34. Đó là sự thật, tôi là con gái của Rodolfo Rosette của tập đoàn Rosette. Tôi là Pearl, đây là em gái của tôi Amethyst. Chúng tôi là con gái của Rodolfo Rosette. Chúng tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Sao anh dám làm điều này với tôi hả? Mẹ ơi, thôi đi mà mẹ, mẹ ơi. Tại sao vậy? Họ phải trả giá cho những gì mà họ đã làm. Mẹ của chị đã cướp ba tôi mà. Mẹ của chị là kẻ giật chồng không người phải khác. Trời ơi, điều đó. Hãy chuẩn bị cho sự báo thù của tôi đi. Cô, bà Camila, bà Natalia, bà Violet, tất cả các người đều là phụ nữ. Cứu chứ. Nhưng vẫn có thể tha thứ cho hành động lăng nhăng của ông Rosette thì sao? Tôi sẽ khiến cho các người phải đau khổ. Các người cứ chờ đợi tôi đi. Tôi sẽ giết chết ai trước đây. Thưa quý ông quý bà, tôi đang giữ trên tay kết quả phần thi sắc đẹp. Người chiến thắng ngày hôm nay là cô Vija Patel. Cô nghĩ cô là ai mà cô dám nhận xét tôi? Ngoài gia đình của tôi ra thì không một ai được quyền nói về tôi như vậy. Ý em là tình bạn nên xuất phát từ những người có gia cảnh tương xứng. Bộ em muốn mất con trai chỉ vì những chuyện đó sao? Tôi yêu cô. Chúng ta không thể đến được với nhau đâu Kabi à. Để tống khứ cô ra khỏi cuộc đời của Kabi thì bất cứ chuyện gì tôi cũng làm. Đây chính là khởi đầu cho ngày tàn của cô đó Vija. Dương, Hoàng Dương đã trúng đao ngã ngựa. Giết Hoàng Dương, diệt Hoàng Quốc. Yeah. Ba Sơn đã giúp Đại Hoành giành lấy ba nước còn lại. Lúc đó Dương Thượng đã có thể tạo ra một thần còn sống, người sẽ không thể thua. Đế quốc Đại Hoàng Quốc muôn thiên hạ thái bình. Chỉ khi huynh chết, đệ tử của Ba Sơn mới được sống. Ôi, kiếm thủ. Nếu như Tiết Dung Hư thật sự có mưu đồ hành động gì, ta sẽ giết chết đệ tử tâm đắc của hắn trước. Chỉ là một thanh tang kiếm. Ra tay với hậu bối, ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Ừng quán trước đây cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Gì cái con nhỏ ranh này nè, bà mẹ tôi chết sớm, tôi chưa bẻ cổ nó là may lắm rồi. Con này mà là em tôi hả? Nó chỉ là một đứa con hoang thôi. Tối nay mày cũng chỉ là một đứa con hoang thôi. Còn má của mày là con ở của nhà của tao nè, tại sao mày cứ thể phá đám tao hoài vậy? Bản thân anh không biết làm ăn thì phải chịu thôi. Mày nói cái gì? Nếu con ghét tôi thì cứ việc đối đầu với tôi. Nghĩ nó là con gái của mẹ, nếu không là vợ chồng thì mẹ xin các con hãy là anh em của nhau. Chắc Minh bây giờ là của mình, chỉ một mình thôi. Tôi sẽ thay mặt ba tôi chủ trì cuộc họp này. Bây giờ mày có nói cái gì đi nữa, ta cũng không đồng ý chuyện đó. Đã vốn là cho các công ty đi. Công ty chúng tôi muốn hủy hợp đồng. Cái gì? Hủy hợp đồng hả? Giá vàng liên tục giảm, bây giờ anh không đưa tiền là coi như mình mất sạch mấy tỷ đó. Bây giờ Tịnh Đông đang đứng ngồi không yên bên đây nè. Vậy à? Nếu anh còn chút lương tâm thì anh hãy dừng lại đi. Tôi thề nha, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt như anh đã từng làm với ba tôi. Hãy đồng hành cùng NLA34 qua các khung giờ với những bộ phim đặc sắc